Thưa quý vị, một mùa xuân mới lại về và với những người quanh năm suốt tháng xa nhà như là các huấn luyện viên, vận động viên thể thao, mỗi dịp Tết đến xuân về lại càng là những khoảng thời gian quý giá để họ được quây quần bên người thân, gia đình sau một năm xa cách. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, như lẽ thường trong thể thao, không ít huấn luyện viên, vận động viên lại phải ăn Tết xa nhà vì bận thi đấu và tập luyện. Vâng, đúng như vậy. Những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên đón Tết xa nhà ở nơi cách xa quê hương nửa vòng trái đất. Họ đang lao vào tập luyện theo đúng chu trình, hy sinh những niềm vui nhỏ của mình vì thành công cho tương lai, cho quê hương. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Thưa quý vị, tôi đang đến thăm gia đình Bạc Thị Khiêm tại xã Mường Rôn, huyện Quỳnh Nhai. Khiêm là vận động viên đầu tiên của tỉnh Sơn La có huy chương ở một kỳ đại hội thể thao châu Á. Hai tấm huy chương vàng liên tiếp tại hai kỳ SEA Games 30 và 31 ở bộ môn Taekwondo. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến thăm gia đình Bạc Thị Khiêm và xem không khí chuẩn bị đón Tết của gia đình Khiêm như thế nào nhé. Chú Vượng ơi! Cháu Dung à? Phóng viên à? Đi ăn Tết với cô chú à? Lên này khỏe, không ạ? Khỏe. Dạ, vâng. Cảm ơn cháu. Tết năm nay có cháu lên ăn Tết thì vui rồi. Mời cháu vào nhà ăn Tết cùng gia đình chú. Khiêm thì đi theo thể thao được hơn 10 năm rồi. Cháu thì đi tập huấn Hàn Quốc. Lần đầu tiên là ăn Tết xa nhà. Cũng cảm thấy rất là nhớ con, nhưng mà thôi cũng đồng viên con thôi. Thôi cố gắng lên. Năm nay không được về, năm sau sẽ được về. Mười năm thì có cháu Khiêm ở nhà thì bố con là cùng lau nhà, làm lau tấm huy chương này, là chuẩn bị Tết đấy, là cành lau này, là bánh chưng này. Con ăn Tết ở nhà thì cả nhà sum họp là vui mừng. Con không ở nhà thì đây là bố mẹ cũng nhớ con. Mời mẹ, mời cháu, mời em uống nước. Bố chào con. Năm nay chuẩn bị Tết thế nào rồi bố? Bây giờ Tết năm nay bố mẹ chuẩn bị xong hết rồi ạ. Có cả anh chị phóng viên là cả bà nữa, đây là chúc Tết. Chị chào Khiêm nha. Năm nay con ăn Tết xa nhà, có nhớ gia đình không? Có ạ, lần đầu tiên ăn Tết xa nhà buồn lắm mẹ. Cố gắng hết con nhá. Cái dự định của em trong thời gian tới như thế nào, đặc biệt là em đặt mục tiêu gì cho mình trong năm 2024 này? Em thì mục tiêu trong năm 2024 của em thì là em sẽ cố gắng tập luyện và nỗ lực hết mình để có thể đạt thành tích cao trong năm tới ạ. Chị chúc em sẽ có thật nhiều sức khỏe này, sẽ đạt được những cái mục tiêu của mình trong thời gian tới và đạt được thật nhiều thành tích cao em nhé. Em cảm ơn chị ạ. Chúc ông bà năm mới khỏe. Chúc mừng con nhé. Vâng, dù ở xa và không được đón Tết cùng với gia đình, nhưng những huấn luyện viên, vận động viên thể thao của chúng ta họ đang hướng đến những mục tiêu cao nhất của bản thân, của tập thể trong năm 2024 và tương lai xa. Hãy cùng gửi những lời chúc xuân đến tất cả những ai đang ra sức vì danh dự, vì thành công của thể thao Việt Nam, vì màu cờ sắc áo đất nước.